Đây là cành lan hạt vĩ Bắc. Hạt vĩ Bắc như mấy anh bán kêu là hạt vĩ thiên cung hay sao. Mình cũng mới chơi, mình cũng không rành. Mang về trồng cái này nó cũng nứt rễ sơ sơ rồi, xong cái nó cũng nó bông luôn. Cũng nhanh thiệt cái chứ. Trong mắt xước đàng hoàng giống như thằng gì dễ hạt mũi trắng, mắt xước mũi trắng cánh ám mà mình thấy có nhiều người nói là loại này nó thơm mà sao mình trồng không thấy thơm nè. Bông lan rừng đó hoặc là phong lan gì cũng vậy, mình trồng lên có mùi thơm rất là thích mà trồng nó thì không, chưa thấy thơm gì cả. Hay là rễ nó chưa phát triển hẳn hoi cho nên nó không chưa có mùi thơm được không biết, hay là nó chỉ có vậy thôi. Này chắc sang năm là biết được liền. Trồng đây một số rồi nó ra cây con ra rễ rồi, có một mớ cây bị chết như gốc này bị chết, bị khô chết thì đành chịu. Này đợi cho nó phát triển hẳn hoi. Này mới trồng cách đây cỡ nhiêu một tháng thôi, kệ có bông ngắm là được rồi, nhìn đẹp ghê. Này là một cành, cái này nó mà nhiều xong cái nó rủ xuống mấy chục cành một chậu với nó trổ gì thôi, đẹp kể gì nó. Này mà có mùi hương nữa thì thôi luôn á. Mê ly. Hạt vĩ. Này có này, mà anh em nào mà có lan hạt vĩ mà có mùi thơm báo mình biết nha, biết nó có thơm không, tới giờ cũng biết thơm hay không thơm. Người đúng là 10 người nói 10 kiểu khác nhau, khó hiểu khó biết được, chỉ từ khi mình tự trồng mình mới biết được.